Theo báo cáo mới nhất về thực trạng Internet toàn cầu của công ty Akamai, là một hãng chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trên thế giới, thì tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và một trong những nguyên nhân là do liên tục xảy ra các sự cố đứt cáp quang biển tại khu vực này. Kết quả của Việt Nam không hề khả quan khi đứng gần áp chót trong mọi tiêu chí. Cụ thể, tốc độ kết nối trung bình của Việt Nam là 2,5 megabit trên giây, giảm 12%, về tốc độ kết nối cao nhất cũng chỉ đạt 16,6 megabit trên giây. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2013, tốc độ trung bình và cao nhất của nước ta đều tăng, lần lượt là 22% và 38%. Về tốc độ kết nối trên di động, Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng với tốc độ trung bình 1,1 megabit trên giây và tốc độ cao nhất là 7,9 megabit trên giây. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, Nhật Bản cùng Hàn Quốc và Hồng Kông chiếm 3 vị trí đầu bảng, trong khi Ấn Độ là nước cuối bảng với kết nối trung bình là 2 megabit trên giây.